Bắt vì tình nghi ấu dâm, Sizen Holding, công ty con của Futureland đã đưa ra một lá thư vào thứ sáu, xin lỗi về hành vi của người sáng lập và những nỗi đau mà ông ta đã gây ra cho nạn nhân và gia đình cô, trong một thông báo vào thứ tư tuần trước. Cảnh sát Thượng Hải cho biết đã bắt giữ một người đàn ông 57 tuổi họ Wang, với cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em trong một khách sạn tại địa phương. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc. Một ngày sau đó, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc đưa tin, vào lúc 9 giờ tối ngày mùng 3 tháng 7 Cảnh sát Thượng Hải đã đăng trên tài khoản Weibo chính thức xác nhận Wang Zhenhua, người điều hành của Shizhen Holding bị nghi ngờ lạm dụng tình dục một đứa trẻ. Theo Xinmin Evening News, một tờ báo địa phương đưa tin, mẹ của một trong hai cô gái mà Wang Zhenhua đưa vào một khách sạn ở Thượng Hải vào ngày 29 tháng 6 đã tố cáo hành vi này với cảnh sát. Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc cũng đã đồng loạt đăng tin xác tín, người đàn ông bị cảnh sát bắt là ông Trùm của tập đoàn Futureland. Futureland cho biết họ đã loại bỏ Wang khỏi vị trí chủ tịch sau khi ông ta bị giam giữ hình sự. Cổ phiếu của công ty này đã giảm 36% trên sàn chứng khoán Hồng Kông trong các ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu, trong khi cổ phiếu của Enjoy Service Group, một công ty quản lý tài sản trong đó Hoang có 73% cổ phần, đã giảm 41%. Cổ phiếu của Sizen Holding đã giảm 10% vào thứ năm và thứ sáu. Sự sụt giảm lớn nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải, tài tiếng này ước tính đã thổi bay khoảng 5,4 tỷ đô và việc ông wang bị giam giữ chắc chắn sẽ gây tổn hại cho vị thế của công ty trên thị trường bất động sản với các đối tác nhà đầu tư tổ chức tài chính và khách hàng tiềm năng cơ quan tín dụng hàng đầu cho rằng sự nghiêm trọng của cáo buộc và thay đổi ghế chủ tịch đột ngột có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và thương hiệu của future land